Xin kính chào quý vị các bạn. Router Wi-Fi của TP-Link thì nó không còn lạ gì đối với chúng ta và nó rất là phổ biến trong đời sống. Nó thứ nhất là dùng để cho phát sóng Wi-Fi này, thứ hai là kích sóng Wi-Fi, thứ ba là các cái chế độ về truyền tải tín hiệu hay là chia cổng mạng router Wi-Fi. Thì trong quá trình sử dụng thì nó hay bị một số cái lỗi trục trặc, ví dụ như là chết nguồn hay một số cái thiết bị thì nó bị lỗi cái cổng WAN này, cái dẫn tới đó là khi mà các bạn cắm cổng LAN vào đây thì nó không có mạng. Hay một số cái phần mềm khi một số sản phẩm khi mà bị update lên thì nó bị lỗi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách kiểm tra bảo hành cũng như là cái gửi về cái nơi bảo hành để khi mà các bạn mua cái hàng một số cái sản phẩm của TP-Link nó bị lỗi thì chúng ta có thể biết về cái nơi bảo hành để cầm qua đấy bảo hành rất là tiện lợi. Cũng như là một số các bạn mua hàng online, mua hiện tại thì mua trên Shopee hay mua trên Lazada thì khi các bạn mua về thì một số cái sản phẩm nó trong thời gian sử dụng mua về thì nó bị lỗi thì các bạn không biết là gửi về đâu bảo hành, để đấy dẫn đến là nó rất là phí. Thì mình nói trước là về cái router Wi-Fi của TP-Link này, thì mình nói hôm nay là nói về TP-Link thôi nhé. Thì cái hãng TP-Link này là cái hãng sản xuất thiết bị Wi-Fi rất là lâu đời rồi, hàng thì rất là chất lượng, và cái đối với những cái modem router Wi-Fi của hãng TP-Link thì họ bảo hành lên tới 24 tháng, thường thường là lỗi là họ đổi mới thôi chứ không có sửa chữa cái gì với cái đồ này cả. Hãng là thường thường nó bên mình phân phối nên bên mình thường thường là cầm bên hãng đi, đa số là toàn thay đổi mới thôi. Thì đầu tiên đây là cái router của TP-Link, thì các bạn cần lưu cho mình đó là cái dòng TP-Link ấy thì thường thường là bây giờ là nó không còn tem mác gì nữa rồi. Thì các bạn sẽ để ý cho mình đó là cái phần thông số, cái mặt riêng cái mặt này các bạn phải giữ nguyên cho mình nhé, không được lau chùi làm mất hết cái mặt này đâu. Các bạn lưu ý cho mình đó là giữ lấy cái chỗ này, cái chỗ SN này này, cái chỗ model này là nó cho biết là cái thiết bị này là thiết bị gì. Ví dụ đây là con 840N này. Cái SN này chính là cái số mà để check kiểm tra bảo hành ở trên cái trang check bảo hành để xem là cái tình trạng con này là sản xuất ngày bao nhiêu này, kích hoạt ngày bao nhiêu và bảo hành từ khi nào đến khi nào. Còn cái phần dưới là cái thông số của sản phẩm, ví dụ như là cái tên của Wi-Fi này, mật khẩu Wi-Fi hay là số MAC thôi. Các bạn lưu giúp mình nhé. Các bạn để ý là cái chỗ SN này này. Đây. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đó là kiểm tra cái con này xem là cái TP-Link này thì nó do bên nào phân phối chính và chịu trách nhiệm bảo hành. Thì để kiểm tra thì đầu tiên các bạn sẽ phải cần một chiếc điện thoại di động hoặc là cần một chiếc máy tính. Thì mình sẽ tiến hành trên chiếc điện thoại di động cho các bạn dễ quan sát cũng như là dễ nhìn. Đây. Trên chiếc điện thoại di động này hoặc là trên chiếc máy tính này, các bạn mở, các bạn bật Wi-Fi và các bạn mở cái một cái trình duyệt bất kỳ lên. Các bạn vào này, này. Thì thường thường là cái router Wi-Fi này hiện tại thì bây giờ còn hai nhà phân phối chính. Ngày trước nó có thêm anh Ngọc, bây giờ thì có Taco và có Nam Thành. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra là hai cái nhà đấy thôi. Lát nữa mình sẽ để link kiểm tra check bảo hành ở của dòng TP-Link này cho bên dưới để cho các bạn cùng quan sát, cùng sau này có thể vào đấy check cho nó dễ. Đây. Thì đầu tiên là các bạn chúng ta sẽ vào check của bên Taco trước. Taco này, bảo hành Taco này. Các bạn gõ vào đây. Bảo hành Taco. Taco nhé. Đây. Check bảo hành Taco này. Đấy. Đây, Taco bên Tường An này, đây. Không đăng nhập. Đấy. Bây giờ mình sẽ kích vào bảo hành Taco Tường An này. Và đây là cái trang chủ của bên Tường An hay còn bên Taco, bên phân phối các thiết bị mạng TP-Link. Thì các bạn sẽ nhấn vào đây này. Đây, các bạn để ý này, tra ký bảo hành này. Các bạn sẽ chọn sản phẩm. Đây. Có để ý không? Thấy chọn sản phẩm đúng không? Các bạn sẽ chọn sản phẩm đây này. Chọn sản phẩm. Xem cái sản phẩm của bạn là cái sản phẩm gì. Đây là cái hàng của TP-Link thì các bạn sẽ chọn về thiết bị mạng của TP-Link này. Đây các bạn kéo đây này. Đây. Phụ kiện này, cáp mạng này, đây. Đây, các bạn nhìn thấy chỗ TP-Link đúng không ạ? Các bạn chọn vào TP-Link. Xong. Đấy. Tiếp theo đó là các bạn nhập số seri của sản phẩm này. Cái số seri chính là cái số SN lúc nãy mình đã báo này. Đây. Bắt đầu từ cái chỗ SN này, 2228 này. 13900 mình sẽ nhập nó vào đây này. Mình sẽ nhập cái con 840 này vào đây này.
nhập SN nó này, 2238 này, 139 này, 139, 410, 123491. Ok, đây các bạn để ý này, mình nhập cái số SN này vào, các bạn sẽ bấm vào mục kiểm tra. Đấy, thì hiện tại cái chỗ SN này các bạn lưu ý này, nó xin lỗi vì số seri này không có trên hệ thống. Đây cái dòng này này, đây ok, mình sẽ lưu nó lại, mình sẽ sao chép nó lại. Đây, 22281 390091. Đây mình gõ này, đây lúc nãy mình gõ nhầm. Đây bây giờ khi các bạn gõ đúng này, các bạn gõ đúng thì nó sẽ ra cái thông tin thiết bị này, bộ định tuyến này, không dây 3840 này, tình trạng là còn bảo hành này, bảo hành từ 24 tháng này, ngày bắt đầu bảo hành là tới ngày 6 tháng 1 năm 22 này, đến ngày kết thúc bảo hành tức là ngày 6 tháng 1 năm 24, là 2 năm đấy. Đây bây giờ hiện tại như con này lỗi này, thì các bạn cầm, các bạn check bảo hành xong này, các bạn sẽ gửi qua cái địa chỉ này của Taco này. Đây địa chỉ là số 3 lô 1C khu đô thị Trung Yên này. Đấy, và số điện thoại đây, để được bảo hành này, đến phòng bảo hành thì chúng ta gửi hàng bảo hành là đổi mới này. Còn cái trường hợp thứ hai đó là khi mà các bạn check ở bên Taco, ví dụ như lúc nãy con này mình check mà không có này, thì các bạn sẽ thêm một cái bên nữa, đó là các bạn check với mình, các bạn mở thêm này. Đó là trường hợp lúc nãy là bên Taco nó chưa ra nhé, thì các bạn sẽ lên vào bên là bảo hành này. Bảo hành của Nam Thành, các bạn lưu ý nhé, bảo hành Nam Thành này. Các bạn cũng đợi cho thiết bị mạng nó mở. Đây, công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành này. Đấy, bây giờ các bạn sẽ kéo xuống này, Nam Thành bảo hành này. Các bạn cũng kích vào đấy. Đây, Nam Thành này, phân phối các dòng TP-Link này, Microlab và các dòng sản phẩm này. Bây giờ các bạn sẽ check về cái bảo hành này. Đây, các bạn kéo xuống này, các bạn bấm vào bảo hành này. Hành ở đây, bạn bấm vào 3 sao này, TP-Link này, bạn bấm vào TP-Link nhé. Đây này, bạn check vào bảo hành này, các bạn bấm vào cái sản phẩm đó là TP-Link này, bấm vào giữa màn hình này. Đấy, thì tiếp theo đây là bảo hành này, thời gian bảo hành này, thiết bị này. Đối với các thiết bị mạng network là 24 tháng này, thiết bị SMB là 36 tháng này, phụ kiện là 12 tháng này, pin là 6 tháng đi kèm đấy. Đây là cái chế độ bảo hành của bên Nam Thành này. Và khi nãy bên Taco thì về các bạn đã check ra rồi, thì bây giờ hiện tại là các bạn sẽ kéo xuống bên dưới này. Đây, các bạn kéo xuống gần bên dưới này. Các bạn bấm vào mục check bảo hành. Thì các bạn cũng sẽ nhập cái số seri vào đây này. Đây, như lúc nãy là mình nhập cái số seri này đây. Các bạn như lúc nãy mình nhập đó là cũng là 22281 39000091. Xong kiểm tra này. Đấy, thì hiện tại cái số seri này ở bên chỗ Nam Thành này, mình kiểm tra nó sẽ không ra, tại vì lúc nãy là bên Taco thì mình kiểm tra nó đã ra rồi, chỉ có hai bên này thôi, các bạn lưu ý nhé. Đây, bên Taco thì nó đã ra rồi này, còn bên Nam Thành thì các bạn sẽ nó sẽ không ra, tại vì hai cái bên này là nó mỗi bên nhập một vào một phần mềm khác nhau ấy. Và các bạn lưu ý là nó chỉ có một trong hai thiết bị này thôi, hai bên cái chỗ Nam Thành hoặc tạm nạ của bên Taco tức là Tường An, và bên Nam Thành bên Saco ấy, check bảo hành của bên TP-Link. Mà khi mà các bạn đã check ra rồi thì các bạn sẽ kéo xuống bên dưới để chúng ta tìm cái địa chỉ để chúng ta gửi bảo hành, rất đơn giản đúng không ạ.
Đối với có một số các bạn gửi xa thì mình sẽ cho cái địa chỉ cụ thể của bên mình, thì thường thường là các bạn có thể gửi về đấy để mình, tại vì bên mình cũng hay phân phối và đi bảo hành các bên, thì các bạn sẽ gửi về đấy thì các bạn sẽ chịu khó chịu hai điều cước, mình chỉ hỗ trợ bảo hành thôi. Đây là đối với dòng TP-Link nhé. Còn một số thiết bị này mình lưu này, vì một số thiết bị này họ trong quá trình nhập sử dụng nhập ấy, trên máy ấy, thì cái SN này nó họ không vào thì nó sẽ bị sốt. Mình lưu ý một số thiết bị nhập vào hai cái trang này nó sẽ bị sốt, các bạn lưu ý nhé. Thì các bạn cũng sẽ gửi về, thì khi đấy mà các bạn sẽ nhìn cái để ý này, ví dụ như là cái năm bao nhiêu này, cái ví dụ như là đây đây là SN, cái số đầu SN này, ví dụ là SN là 22 thì nó sẽ sản xuất đầu năm 22 này. Ví dụ như là các bạn tính ước tự lượng cho nó tầm khoảng trong vòng 2 năm, thì ví dụ như đang tháng đây bây giờ đang là năm 22 đi, thì ví dụ như là đây là số 20 thì các bạn còn bảo hành, ví dụ như về đây là số 19 rồi thì các bạn sẽ không bảo hành nữa, không gửi nữa. Còn một số trường hợp mà không trách bảo hành thì các bạn cứ liên hệ với mình sẽ cho số điện thoại cụ thể để các bạn có thể liên hệ. Trên đây thì mình đã hướng dẫn qua các bạn cách check cũng như là kiểm tra bảo hành và cái địa chỉ gửi bảo hành của dòng wifi TP-Link khi các bạn sử dụng mà quá trình trong bị lỗi ấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip.